cho cả nhà nhé. Hiện tại là cổ động viên của hội nặng Bình Định đã có mặt tại sân rồi. Đây là xe của hội cổ động viên này. Kiếm thanh đao may mắn rồi, chú ơi. Kiếm thanh đao may mắn rồi. Chào chú nhá. Chào các anh em hội cổ động viên đây. Đây hội cổ động viên đây mang trống rồi. Tất cả những đồ nghề của hội cổ động viên đây, bây giờ cổ động viên của hội Bình Định đã mang đồ xuống nhé. Cầm chai nước à? Toàn kiếm rồi. Đúng là quê hương đất võ khác. Kiếm xịn đấy. Cán đấy, cán cờ đấy. Cán chè đấy. Mất tuyệt vời rồi. Anh em trong hội tập trung qua phía bên tay trái đi. Đây nè mấy em nè, tập trung qua bên trái nhanh lên. Đi qua bên kia. Dồn hết tập trung qua phía bên tay trái đi. Cổ vũ xong rồi tối hội mình nhiều sơn nhá. Rất xin lỗi nhiều... nha, xin lỗi nha. Ok, không sao, không sao. Đây, các cổ động viên của... Dùng đi, tập trung em bên tay phải hết đi em, bên tay trái hết đi. Đang bê, cái đồ đó. Em đi qua em luôn, em giúp. Anh kia đó. Cái đại lên. Cái đại lên. Cổ động viên Bình Định đã có mặt tại sân Lạch Tray rồi. Đây là những chiếc trống là chuẩn bị cổ vũ cho đội. Chào cháu nhé. Chào mấy bác nhá. Các bác tí là đánh trống ạ. Dạ. Lính. Tây Sơn thành tốc. Vận chuyển cho. Đây công tác chuẩn bị đây. Cờ đây.
và siêu to. Còn cái loa nữa đâu? Tiếp tục về với những công đoạn gắn cờ vào cán của hội cổ động viên. Ngựa đây. Đấy là sẽ cưỡi ngựa. Đây là ông ngựa rồi. Cổ động viên Bình Định rất là chuyên nghiệp, đầu tư cả về trống và các đạo cụ. Hành tráng ấy. Ai bay vào đây.